Các bạn có đang khúc mắc là tại sao người giàu sở hữu nhiều căn biệt thự VIP mà vẫn đang thích sống ở căn hộ chung cư? Chắc chắn ở chung cư sẽ có những thứ thỏa mãn được nhu cầu cuộc sống của người giàu mà chúng ta chưa biết đến. Đầu tiên là sự kết nối các thành viên trong gia đình. So với những căn biệt thự lớn, mỗi người mỗi phòng ở các tầng khác nhau, thì với căn hộ chung cư, ông bà, bố mẹ và các con dễ gần gũi và chia sẻ cùng nhau tốt hơn, tăng khả năng gắn kết tình cảm gia đình. Đặc biệt là giới thượng lưu, họ sẽ thích ở những căn penthouse hay sky villa để nâng cao chất lượng sống và khẳng định đẳng cấp cho các chủ nhân. Tiếp theo là căn hộ chung cư có đầy đủ tiện ích dịch vụ cần thiết, tạo môi trường sống thuận tiện hơn mỗi ngày mà không mất thời gian vận hành và bảo dưỡng nhiều như ở các căn biệt thự lớn. Chưa kể, ở các căn hộ chung cư có vị trí đắc địa của thành phố, còn tiện lợi cho việc đi làm, đưa đón con đi học ở các trường nổi tiếng trong quận trung tâm. Và những căn chung cư cao cấp có số lượng giới hạn sẽ nâng tầm vị thế cho các chủ nhân, đặc biệt là gia chủ sẽ có cơ hội tiếp xúc với cộng đồng tinh hoa ưu tú để mở rộng mạng lưới quan hệ chất lượng, giúp ích cho công việc và cuộc sống trong tương lai. Đó cũng chính là những điểm sáng để tòa tháp căn hộ Hàn Sắc Đanh nằm ở trái tim quần thể khu đô thị Đoàn Ngoại giao và Starlake đã bán hết sạch bảng hàng đợt 1 với hơn 100 căn ngay trong thời điểm thị trường bất động sản đang nhiều thách thức như hiện nay. Quý anh chị nào đang muốn sở hữu những căn hộ siêu phẩm tại đây thì đừng ngại nhắn tin cho Hoàng Đạo ha. Chúc quý anh chị sớm tìm được căn nhà mơ ước trong thời gian tới.